9 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 2, chuyến bay thẳng thương mại thường lệ chặng Hà Nội Frankfurt do Bamboo Airways khai thác đã cất cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, chính thức khai trương đường bay thương mại thường lệ kết nối Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Chuyến bay QH73 của Bamboo Airways đón những hành khách đầu tiên trên tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Thời gian đầu, hãng sẽ khai thác đường bay thẳng thường lệ Hà Nội-Frankfurt với tần suất 2 chuyến một tuần, sau đó nâng dần tần suất lên theo nhu cầu thị trường. Việc thiết lập đường bay thẳng thường lệ tới Frankfurt cho phép Bamboo Airways tiếp cận cửa ngõ để kết nối với khu vực châu Âu rộng lớn, bên cạnh các thị trường khác như Cộng hòa Séc, Anh, Pháp, đồng thời kết nối châu Âu tới các quốc gia ở khu vực châu Á, Đông Nam Á, với điểm trung chuyển là Việt Nam. Đây cũng là động lực cho các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục hiện thực hóa lộ trình phát triển và hồi phục lại mạng bay quốc tế, tạo đà phục hồi kinh tế du lịch nhanh chóng.